Trúc Anh Đài kỷ niệm 21 năm ngày cưới Mã Anh Tài. Mới đây, Trúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng gây chú ý khi đăng ảnh kỷ niệm 21 năm về chung một nhà với Mã Văn Tài, Trần Gia Huy. Cụ thể, Lương Tiểu Băng đã đăng tải loạt ảnh cưới những năm 2000 của cô và Trần Gia Huy. Ngoài ra, nàng Trúc Anh Đài mặt ảnh còn gửi gắm lời yêu thương đến chồng. Cô viết, anh đưa em về nhà, giữ em trong vòng tay và em sẽ luôn hạnh phúc. Trong ảnh, Lương Tiểu Băng mặc váy cưới sánh đôi cùng ông xã vào lễ đường thành hôn. Khi đó, Trần Gia Huy vẫn còn trẻ trung đẹp trai, anh gây ấn tượng trong bộ vest nhạt màu và mái tóc dài hơi nâu. Có thể nói cả hai năm đó còn rất trẻ và trông đẹp đôi. Ngoài cô dâu, chú rể, đám cưới còn thu hút sự chú ý của khán giả vì có sự xuất hiện của những chị em thân thiết của cô dâu tại đài TVB như Thái Thiếu Phân, Chu Nhân. Các phù dâu đều diện váy màu champagne trông nổi bật và quyến rũ. Một số người nhận định loạt ảnh này thực sự là của hiếm. Sau khi chiêm ngưỡng loạt ảnh cưới của Lương Tiểu Băng, khán giả chúc cô có kỷ niệm 21 năm ngày cưới vui vẻ và luôn hạnh phúc. Một số cư dân mạng khen ngợi ngoại hình tài sắc vẹn toàn của vợ chồng cô và nói rằng họ rất xứng đôi. Cũng có người khen ngợi chồng của Lương Tiểu Băng quả thực thời trẻ rất đẹp trai. Khi quyết định kết hôn, á hậu Hồng Kông gặp phải nhiều định kiến vì lúc đó cô là diễn viên nổi tiếng, còn chồng cô chỉ là diễn viên hạng B. Dù vậy, Tiểu Băng không mấy để tâm đến điều này. Vài năm nay, chuyện gia đình của Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy liên tục xuất hiện trên mặt báo. Có người cho rằng Trần Gia Huy ăn bám vợ vì không có công việc, thất nghiệp, trụ cột chính của gia đình chính là Lương Tiểu Băng. Mẹ luôn dạy tôi rằng tình yêu cần sự chung thủy, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ màng chuyện phải lấy người chồng giàu có. Lương Tiểu Băng thẳng thắn đáp lại những tin tức trên mạng. Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy đóng Trúc Anh Đài, Mã Văn Tài ở phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài năm 2000. Trong tác phẩm, Anh Đài yêu Lương Sơn Bá là Chí Tường đóng, Mã Văn Tài si mê Trúc Anh Đài, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt nàng. Từ khi La Chí Tường vướng phải scandal lăng nhăng năm ngoái, nhiều khán giả bình luận Anh Đài lấy chàng Lương là dở rồi. Sau khi kết hôn, cả Trần Gia Huy lẫn Lương Tiểu Băng vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, tên tuổi của cả hai dần giảm độ hot, đặc biệt là Trần Gia Huy, anh dần xa rời màn ảnh, trở thành hậu phương cho vợ diễn xuất dự sự kiện. Không vì vậy mà Lương Tiểu Băng coi thường chồng, cô nói rằng anh là người chồng tuyệt vời, là người cha tốt hiếm có. Kinh tế của cặp đôi nhiều thời điểm rơi vào khó khăn do con cái còn nhỏ, vợ chồng thu nhập không cao so với nghệ sĩ, nhưng tình yêu của họ vẫn thủy chung theo năm tháng. Trên trang cá nhân, Lương Tiểu Băng thường chia sẻ cuộc sống gia đình cô bình dị nhưng hạnh phúc. Hôm cuối tháng 2, người đẹp 51 tuổi đăng tấm hình tập nhảy theo nhạc. Trong khi Tiểu Băng nhảy rất khớp nhạc, vóc dáng khỏe khoắn và tươi trẻ, chồng cô vụng về toàn nhảy sai nhạc. Dù không theo kịp nhịp, anh vẫn chăm chỉ hợp tác với vợ mà không một chút phàn nàn. Màn biểu diễn của cả hai nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Lương Tiểu Băng sinh năm 1969, từng đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Ngoài Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, cô ghi dấu ấn với nhiều phim như Vận mệnh Thanh Triều, Lộc đỉnh ký Loan đao phục hận. Những năm gần đây, cô đóng vai nhỏ trong các phim truyền hình, thi thoảng tham dự sự kiện, show thực tế. Thời điểm kinh tế khó khăn, cô đi hát quán bar, dự các sự kiện nhỏ lẻ để tăng thu nhập. Chồng cô làm kinh doanh nhỏ, chủ yếu là nhà phụ vợ chồng con. Hiện tại, vợ chồng Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy rất hạnh phúc, cặp đôi có một cậu con trai năm nay đã 14 tuổi. Thỉnh thoảng nàng Trúc Anh Đài này chia sẻ trên trang cá nhân một số hình ảnh của chồng và con trai.